Ryan thua vì bàn đá phản ở vòng 20 La Liga, trung vệ Nacho phản lưới. Còn Marco Asensio đã hỏng phạt đền khiến Ryan cục ngã 0-1 trên sân Mallorca ở vòng 20 La Liga ngày 5 tháng 2. Trong trận thắng Valencia 2-0 ngày 2 tháng 2, Ryan tổn thất lực lượng khi bộ đôi Karim Benzema và Eder Militao cùng chấn thương và sớm rời sân. Trước đó, đội bóng Hoàng gia đã mất Eden Hazard, Ferran Mendy, Lucas Vazquez và David Alaba vì lý do tương tự. Trong số này, Alaba là người duy nhất kịp trở lại và được đăng ký ở trận gặp Mallorca, hậu vệ người Áo ngồi dự bị, rồi vào thay Dani Ceballos từ phút 71. Trong hiệp 1, Ryan cầm bóng tới 70%, dứt điểm không trúng đích cả 8 lần và không tạo cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Lần đầu Ryan không có sút trúng mục tiêu nào trong 45 phút đầu một trận đấu tại La Liga kể từ khi gặp Villarreal hồi tháng 9 năm 2021. Không những vậy, hàng thủ đội khách còn mắc nhiều sai lầm. Phút 13, từ quả tạt bên cánh trái của Dani Rodriguez, trong nỗ lực theo kèm Vedat Muriqi, Nacho đã đánh đầu ngực về góc xa, khiến Andriy Lunin, người bắt chính thay Thibaut Courtois, chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Phút 28, cũng từ pha treo bổng vào vòng cấm, Federico Van Vedder đánh đầu phá không tốt vô tình mở ra cơ hội để Giovanni Alessandro bắt vô lê chân phải một chạm từ tuyến 2, nhưng bóng đập người một cầu thủ Real rồi được Lunin bắt gọn. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Carlo Ancelotti lần lượt tung Luka Modric, Mariano Dia và Toni Kroos vào sân, giúp Real cải thiện thế trận. Phút 58, đội khách được hưởng phạt đền khi Rajkovic phạm lỗi với Vinicius trong vòng cấm, nhưng thủ thành Serbia tự sửa sai khi đẩy hết đường biên ngang cú đá về góc chìm bên phải của Asensio. Ít phút sau, tiền đạo Tây Ban Nha đi bóng bên cánh phải rồi sút xa đi chệch cột. Ở tình huống tương tự, Asensio từng lập siêu phẩm giúp Real mở tỷ số trong trận thắng Valencia 2-0 cách đây ít ngày. Thời gian còn lại, lần lượt Vinicius, Rodrigo và Dia phung phí cơ hội. Trận đấu được bù giờ tới 8 phút nhưng Real bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Cả trận, Real kiểm soát 74% thời lượng, dứt điểm 20 lần, nhưng chỉ có một lần trúng đích, cú đá phạt đền hỏng ăn của Asensio. Trong khi đó, Mallorca chỉ có 4 pha kết thúc với một cú trúng đích, nhưng giành trọn 3 điểm nhờ pha đánh đầu phản lưới của Nacho. Mallorca 1-0 Real Madrid. Diễn biến chính trận Mallorca 1-0 Real Madrid ngày 5 tháng 2. Kết quả này khiến Real nguy cơ bị Barca, câu lạc bộ gặp Sevilla ở trận đấu muộn, nới rộng khoảng cách lên 8 điểm. Đội bóng Hoàng gia cũng có màn chạy đà tệ hại cho FIFA Club World Cup, nơi họ gặp đại diện Ai Cập Al Ahly ở bán kết ngày 8 tháng 2. Đội hình thi đấu: Mallorca, Rajkovic, Gonzalez, Rayo, Nastasic, Maffeo, Galarreta Grenier 90, Rodriguez Endai 68, Costa, Baba Batalia 78, Muriqi, Lee Kang-in Sanche 78, Ryan, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga, Aubameyang Kroos 71, Ceballos Alaba 71, Van Vedder Modric 64, Asensio Dia 71, Vinicius, Rodrigo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.